Dạ vâng ạ, Alun Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Xin được hân hoan chào mừng các bác và toàn thể quý anh chị em đã đến xem và tham khảo các thiết bị âm thanh trên kênh của cửa hàng. Và thưa các thân mến, trong clip tiếp theo này thì em xin được trân trọng giới thiệu, quảng cáo và review tới các bác cũng như là tất cả quý anh chị em, đó là dòng sản phẩm những chiếc vang số chỉnh máy tính cao cấp, hàng xịn chính hãng do công ty Tech sản xuất và những chiếc vang có mã số là C8. Thì thưa các bác thân mến, như các bác cùng quý anh chị em đã biết, Tech là một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ đất nước Nhật Bản, và sản phẩm vang Tech đang có trước màn ảnh nhỏ của toàn thể các bác ở đây. Khi em chào bán thì em xin được bảo hành cho các bác đây là hàng xịn, hàng chính hãng của Tech trọn đời mọi người nhé. Em bảo hành hàng xịn, hàng chính hãng trọn đời. Và em xin được giới thiệu cho các bác những cái tính năng đặc biệt nổi trội và về phần vật liệu linh kiện của chiếc vang này cho các bác của anh em tìm hiểu. Thì thưa các thân mến, vật liệu linh kiện đóng góp 99% cho chất lượng âm thanh ra của một chiếc vang và cho độ bền của sản phẩm. Và các bác cùng tìm hiểu với em. Và thưa các thân mến, em có một lời tư vấn chia sẻ và có một lời khuyên là các bác lên mua những chiếc vang hàng chính hãng xịn, chính hãng thật và thương hiệu công nghệ dây chuyền thật. Nếu như các bác không có điều kiện mua hàng mới thì mọi người mua hàng bãi, có nghĩa là hàng cũ người ta đã sử dụng rồi mọi người nhé. Còn chiếc vang Tech C8 Pro này mới tinh, hiện tại em đang chào bán có giá là 12.500.000 đồng trên một chiếc. Em bao test và bao ship tới tận nhà cho các bác cùng mọi người. Và em cũng xin được khẳng định là em test ra chất âm đủ đảm bảo cho các bác và mọi người ưng ý và cảm nhận nó rất là hay. Thì thưa các thân mến, em xin phép vào việc chính luôn mọi người nhé. Chiếc vang này, trước tiên em phải nói là con chip tổng, đúng không ạ? Đó chính là con DSP. Mọi người xem nhé. Ok không ạ? Chiếc vang này sử dụng con DSP Digital Signal Processing các bác nhé. Hàng con chip này các bạn. Con chip này được sản xuất bởi công ty Texas Instruments của Mỹ mọi người nhé. Đó là em xin là giới thiệu cụ thể đấy các bác ạ. Ok chưa? Sử dụng con chip DSP Digital Signal Processing các bác nhé, đấy là đọc theo em đấy ạ. Và do hãng Texas Instruments sản xuất, phải nói là con chip rất là cao cấp. Anh em vẫn giới thiệu những con chip analog device mọi người nhé, ví dụ như là đầu 1, đầu 2, đầu 3, đầu 4. Đầu 4 giờ nhiều con đang sử dụng con 4189 đúng không ạ, thì nó vẫn là con chip bình thường mọi người nhé. Và kể cả những con chip analog device đầu 5 bây giờ đúng không ạ, thì nó là mã cao cấp nhất của analog nhưng nó vẫn là bình thường thôi, không thể so với Digital Signal Processing này được đúng không ạ. Và em giới thiệu luôn hãng sản xuất, đó là Texas Instruments mọi người nhé. Hãng này của Mỹ, hãng sản xuất này của Mỹ ạ. Đó là chip tổng mọi người nhé. Còn ngoài con chip tổng, con DSP này ra thì nó còn những cái gì thì em xin là giới thiệu luôn đến các bác cùng mọi người. Thứ nhất đó là nó sử dụng 3 con chip giải mã AKM của Nhật Bản, một con chip lớn và 2 chip nhỏ. Mọi người có thể xem luôn nhé. Đây là con chip AKM của Nhật Bản, con chip lớn. Nó sử dụng thêm 2 con chip AKM nhỏ của Nhật Bản. Đây là một con, đây là một con, là 2 con mọi người nhé. Nên cái chất âm của con vang này ra rất là hay. Cái tiếp theo nữa, con này sử dụng 4 con tụ xuất âm Wima của Đức. Nên mọi người xem 1, 2, 3, 4. 4 tụ xuất âm mọi người nhé. Đấy, có ram, có zoom. Tụ trong con vang này, nó sử dụng tất cả tụ hóa của hãng Enna mọi người nhé. Cho bác xem những con tụ. Đó. Và khi giới thiệu đến phần tụ hóa, thì các bác thân mến, ở trên hội, ở trên các group, thì anh em vẫn hỏi nhau là tại sao con vang mua về được khoảng nửa năm thì âm thanh nó không hay như trước nữa. Thì em xin được giải thích luôn, nếu như các bác mua con vang không chuẩn,
con vàng hàng đặt tên thì chỉ khoảng nửa năm đến một năm. Những con tụ này, tụ hóa này, đúng không ạ? Tất cả những tụ hóa này các bác xem nhé, đúng không ạ? Nó sẽ bị sai chỉ số, nó sẽ bị khô, có nghĩa nó hết nước ở trong tụ, hoặc nó sẽ bị thối, thì chắc chắn là cái chất âm của nó sẽ không hay như lúc mới. Và các cụ mình vẫn nói, và các bác vẫn hay nói, và các chú vẫn hay nói, cũng như các anh chị hay nói truyền tay nhau đấy ạ, hàng tàu đấy ạ, thì chỉ được thời gian đầu thôi, thời gian sau nó kém. Này các bác lưu ý, nó kém vì sao? Nó kém vì cái linh kiện nắp bên trong chỉ một thời gian ngắn nó sẽ bị sai chỉ số đó, thì nó sẽ không hay đó, mọi người lưu ý nhé. Nên mọi người mua vang, em khuyên mọi người lên mua vang xịn. Nếu có điều kiện thì chúng ta chơi tech C8 12.500.000, còn bình thường các bác có thể mua những con vang Villa X5 hàng xịn, hoặc là mọi người mua CB D4 hàng xịn. Còn mọi người nếu như có điều kiện thấp thì mọi người có thể mua con vang CB D4 hàng bãi, giá của nó khoảng 3 triệu, hoặc con Villa X5 hàng bãi khoảng 3 triệu mọi người nhé, 2,5 triệu đó. Ok chưa? Và tiếp theo em muốn giới thiệu đó là tất cả những con Rle đó đều được nắp Rle Nhật Bản, Japan mọi người nhé. Đó, ok chưa? Tất cả rắc ca lông đều là của hãng Lutech. Của hãng Lutech mọi người ạ. Và cái đặc biệt hơn, em quay sang bên phải một chút, thì con vang này sử dụng nguồn digital mọi người nhé. Có nghĩa là nguồn xung điện từ 90V tới 240V chạy bình thường các bạn. Nguồn xung thì nó sử dụng gọi là nguồn dao động. Nó được dao động bằng photo quang mọi người nhé. Vì vậy điện yếu, mọi người yên tâm sử dụng không bao giờ lo. Điện 90V vẫn chạy bình thường, 100V vẫn chạy bình thường mọi người nhé. Em bảo hành cho như vậy. Ok, mọi người đã thấy điểm chất của chiếc vang chưa? Đấy, các bác lên mua những con vang hàng xịn này. Đó. Đó, những cái đặc biệt thì em đã nhấn mạnh rồi. Vật liệu linh kiện thì đóng góp 99% cho độ bền và chất lượng của sản phẩm. Và những con vang này kể cả các bác dùng chục năm, âm thanh của nó vẫn cứ hay và nó không bị thay đổi, vì nó sử dụng tất cả linh kiện tốt và tụ hóa chuẩn. Đó. À, chip tổng em giới thiệu lại, đúng không ạ? Digital Signal Processing. Đó là tên của con chip. Và nó được sản xuất bởi hãng Texas Instruments của Mỹ. Nó sử dụng 3 con chip giải mã AKM, đúng không ạ? Của Nhật Bản. 1, 2, 3. Nó sử dụng 4 con tụ xuất âm. Xuất âm có cái đường xuất âm ra đấy ạ. Guima của Đức các bác nhé. Đấy, các bác xem từng con tụ, đọc tên và hãng sản xuất. Ok chưa? Guima của Đức. Tụ hóa rất là chất lượng, toàn tụ chuẩn rồi. Em khẳng định những con tụ này 15 không bị khô, không bị chảy nước mọi người nhé. Chất âm vẫn rất là hay. Đó. Ok ạ. Thưa các bác thân mến, các bác lên sử dụng những con vang hàng xịn. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm, đấy, em sẽ quay lên ạ. Những chiếc vang số hàng chuẩn thì hãy liên hệ cho em. Với chiếc vang Tech C8 này thì tiếng echo của nó cực kỳ là ngọt ngào, rất hay. Và tiếng reverb của nó rất là sang chảnh. Tiếng reverb của nó hay ngang với tiếng reverb của những chiếc mixer số. Đó, các bác chỉ cần hiểu về linh kiện thì các bác sẽ hiểu được chất âm của nó. Giá 12.500.000 em bao test cho các bác gửi đến tận nhà. Tất nhiên nó không đạt được chuẩn 100% như em đến nhà test, nhưng em khẳng định là nó sẽ đạt được điểm 6,5 đến 7 điểm. Em xin khẳng định như vậy. Các bác thân mến, các bác của anh em có nhu cầu mua sắm thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua các số máy ở trên tấm biển. Địa chỉ cửa hàng tại Trụ Thượng, Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương, và em có thể giao hàng trên toàn quốc. Em xin phép gửi lời chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác cùng mọi người ở một clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.